Chào tất cả anh em nhé. Đây là một số anh em bạn trẻ cũng rất là mê cây, chắc là rồi mưa nhưng mà vẫn đến vườn chú Cường để chiêm ngưỡng nhé. Thì hôm nay Trung Bonsai cũng có dịp ra Hải Dương thì cũng cố gắng ghi lại những hình ảnh để gửi đến tất cả anh em nhé. Lúc rảnh rỗi cũng như lúc mưa là cố gắng chiêm ngưỡng. Con già đẹp đúng không? Hàng những cái hàng như thế là vừa tuổi anh em mình. Đấy, còn các cụ chơi cao sang hơn mà chú Cường chú đây có tuổi rồi mà chú sở hữu tác phẩm này là hôm nay là mình ra đây là mình cũng sợ rồi. Bạn có yêu cây không nhỉ? Có. Chắc là trong vườn có nhỉ? Có một em Nam Điền. À Nam Điền à? Mình Trung Bonsai cũng thi thoảng đi quay một số phóng sự cho anh em yêu cây, người ta có cái không khí nó sôi lên một tí. Cũng ra Nam Điền nhiều đấy. Nói chung là đã đây người Nam Điền rồi thì người ta là cái nôi của cây cảnh nhá. Thì đây là những tác phẩm rất là quý. Nhưng mình hỏi tí, nếu mà mấy anh em đánh giá cái này có đến tiền tỷ không? Còn tỷ bao nhiêu mình biết không? Đánh giá hộ cái. Này nó sẽ là tiền tỷ. Đúng rồi. Mình thì mình giá tiền tỷ rồi đấy, nhưng mà không biết là chú, với tay ở chú Cường thì nó lại còn phải hơn nhiều nữa đấy. Mình nghĩ vậy. Già quá. Đóng ở trên cái chậu đá cổ nhé. Cái này là lấy của anh Hiệp bắt xe. Anh cũng yêu ấy. Đợt này cũng mua được hợp lý. Rồi. Đây là theo thông tin thì anh tôi nói là của anh Hiệp Bát Tràng nhé. Thì anh Hiệp Bát Tràng thì anh em chúng tôi cũng đã đến vườn rồi, cũng đã quay rồi. Để với những người mà đam mê có rất nhiều tác phẩm đẹp. Cuộc đời chơi cây chỉ cần sở hữu bằng này thôi anh em ạ, một mảng bên này thôi đó, đúng không? Vậy thôi. Cái chỗ này mà lấy là một cây là nó đẹp lắm rồi, nhưng mà cả cây thì nó giá trị của nó chắc là đẹp quá, đẹp kinh khủng. Con này chắc nhiều tiền nha. Yeah. Đến vườn chú Cường này thì nói chung là cũng biết chú Cường lâu rồi nhưng mà cũng không có dịp. Cứ ra này có khi là ra Hải Dương mà cũng không được đến. Con này cũng là cái cơ duyên đến vườn chú đây. Đẹp quá anh em nha. Tôi cứ khen đẹp thôi. Thì bây giờ những cái cây như thế này rồi trong dân là không còn. Anh em Nga Sơn chúng tôi cũng có những người sở hữu rất nhiều si, nhưng mà để có một cái tác phẩm si mà nó quá là đỉnh như này thì chỉ có ghi lại cho anh em chiêm ngưỡng và tham khảo nhé. Thì số điện thoại Trung Bonsai sẽ cho chạy trên màn hình. Đây, video sau này thì mình sẽ tổng hợp nhé. Tổng hợp những cái điểm của video. Cây cối hôm nay trời mưa nhưng mà lại khi mà chúng tôi vừa tắt nghiệp thì nó ưu ái, nó tạnh gỗ cẩn thận, nó nọt rồi, xong nó nọt xong rồi. Vừa đâu? Không vừa. Bỏ xuống dưới đi. Ôi cẩn thận này, đỡ vào đây tí nhở. Con này chắc mua lâu rồi nhỉ? À, cái này cũng mới mua của cho anh Trung. À. Dạ. Mua qua điện thoại. Thì ưng là vắt đúng không? Giờ cây cối người ta tinh rồi. Con này chú Cường cũng mới bắt về nhá. Thì với những tác phẩm trong vườn của chú Cường đây thì chú cũng vẫn giao lưu. Đặc biệt là anh em nào mà đam mê thực sự thì cố gắng về tận Hải Dương đây chiêm ngưỡng thì nó kỹ hơn. Và giá cả của chú thì chắc là mình theo thông tin thì rất hợp lý thôi chứ không phải không nhá.
với người đam mê mà muốn chú sở hữu này, chú chỉ có lòng đam mê là chính thôi, chứ còn giao lưu là mục đích là đến cho anh em đến giường là vườn để tham quan là chiêm ngưỡng đây. Thì anh em cứ alo trực tiếp đặt cái lịch cụ thể để về nhé. Thì công việc của chú cũng hơi bận nên là anh em có thể alo trước là chú sẽ sắp xếp lịch. Cây tùng này chắc phải chết 1 tỷ, ngày xưa chú lấy về rồi. Thì đây này cho chúng cây tùng mà chắc là tôi 80 cân thì chắc phải 2 thân hình tôi mới vào được nhá. Anh em nhá. À, một con xì gừa siêu lùn này. Con này lùn không có đối thủ rồi. Hàng bíp. Rất đẹp nha. Xong là còn quắm cái này cơ mà. Nhưng mà cái đá này chắc là nó cũng dễ đục hơn đá kia hay sao? Hay là khó mình cũng. Dễ thì dễ, nó cũng dặn dặn. Vâng. Chú Cường chú bảo chú mới chơi lại thôi mà, nhưng mà nếu mà những anh em chơi cây kỳ cựu rồi chắc là nguyên dàn này là gần như mới hết. Mới đấy đúng không? Vâng. Như cây này là mình cũng làm video vài clip rồi đây. Đây này, cây đây. Con này giờ cũng tương đối tiền nha anh em nhá. Chắc là phải vài trăm thì mới có thể được. Con này mình cũng đã biết rồi. Quay đi quay lại cho anh em chiêm ngưỡng thôi chứ còn. Rồi nha anh em nha. Thì hẹn anh em ở video tiếp theo đi. Trung Mosai cũng xin được đi xuống bên dưới để tiếp tục ghi hình những tác phẩm ở bên dưới đây. Chắc vài năm nữa thì có rất nhiều tác phẩm kinh điển, gọi là siêu phẩm mà được trình làng. Đây những tác phẩm mình cũng xin chia sẻ trước tới anh em đam mê cây cảnh để có anh em nhé. Anh em cố gắng về Hải Dương đây, có những cơ hội cho anh em chiêm ngưỡng. Đấy, một xe chính hiệu đang ở dưới sân nhá. Một trong những người rất là mảnh khảnh nè. Đấy. Hôm nay chúng tôi dùng 4 máy quay để tiếp tục truyền tải cái thông điệp của vườn cây của chú đây. Thì cũng rất là anh em nè. Anh em đã không về thôi, về Hải Dương thì cứ gắng ghé qua vườn cây của chú Cường nhá. Không biết là hình như là không biết là chú Cường cũng phải có cái biệt danh là Cường Thóc không nhỉ anh em nhỉ? Đấy là anh em rất là nhiều anh em là đã trên mạng đã biết hết rồi. Đấy, chú Cường Thóc. Ok nhá. Nói thế tê tao tí nhá. Để hẹn anh em ở video sau đi. Mình xin được dừng video thôi. Bên dưới còn rất nhiều tác phẩm nữa mà mình muốn truyền tải tới anh em. Đấy. Ở nhà vườn mình có nhiều cây không? Bình thường đây nè. Nằm ở đoạn nào nhỉ? Ở chỗ nào Điền Xá nhỉ? À đây nè. Mọi anh bạn trẻ anh rất đam mê nhé. Chụp lưu lại rất nhiều tác phẩm rồi. Với những người trẻ bây giờ người ta có cái làm riêng rất là táo bạo và dù chịt nhé. Người ta cũng mua cũng rất là nhiệt tình. Đấy. Vì những cái cây bây giờ người ta luôn nó trẻ hóa cũng như con người. Đấy. Máy mưa nó vào ống kính rồi nên là độ sắc nét của nó không được cao nhé. Thì anh em cố gắng thông cảm cho chúng tôi nhé. Vì hôm nay đi là dưới mưa. Đấy, anh em nhé.
thì để chung bonsai bên xuống bên dưới đây, tiếp tục tác nghiệp bên dưới nữa. Vì cái vườn này chỉ là cái không gian bên nhà chú thôi, còn một vườn là 8.000 m2 nữa thì cho anh em chiêm ngưỡng kỹ này. Anh em cố gắng chờ xem nhá.